kính chào quý anh chị em quay lại trở lại với em tới ô tô, địa chỉ số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Số điện thoại 0977500055. Trên thị trường dòng xe đang qua sử dụng thì em giới thiệu mọi người con xe Fortuner 2016 máy xăng số tự động. Đăng ký lần đầu 2017. Thì xe mới chạy được có 8 vạn. Thưa quý vị, dòng xe ra mắt lần đầu là tại Thái Lan. Thì với hình ảnh được mang tính đột phá, bên cạnh đó là những sự đầu tư về động cơ cũng như là thiết bị của chiếc xe, nâng tầm của chiếc xe lên một đẳng cấp. Hiện tại xe đang là dòng xe bán chạy nhất của phân khúc SUV do Toyota sản xuất. Vâng, về phần đầu của chiếc xe thì phần viền lưới tản nhiệt của chiếc xe thì nó được mạ chrome rất là sáng. Đề cụm đèn trước thì nó là dạng đèn đã được cải tiến hơn, dạng đèn halogen và HID dạng là hai loại đèn đặc trưng của chiếc xe Innova. Và có dạng đèn LED chiếu sáng ban ngày, thưa quý vị. Đèn phía dưới là đèn chiếu sương mù. Chiếc bánh xe nó là dạng bánh xe thì nó là vành đúc và dạng 17 inch. Xe rất nhiều trang bị như gương chiếu hậu thì nó được gập điện và tích hợp với đèn LED. Phần bước chân, kệ chân lên xuống đã được gắn liền với lại chiếc xe. Cụm đèn sau nó là dạng đèn thường và phần đèn LED phanh. Vâng, mời quý vị coi phần nội thất. Chiếc xe được lắp rất nhiều đồ chơi như là kính chắn mưa và giá lóc thể thao, thưa quý vị nhé. Dạ, xe số tự động, hộp số 4 cấp, phanh tay, đầu đĩa DVD và điều hòa có vùng cửa sau, thưa quý vị. Ghế ra, ghế chỉnh điện 6 hướng. Ghế ra nguyên bản theo xe, thưa quý vị nha. Vâng, chiếc xe rất là rộng rãi. Khi quý vị có thể chở đồ thì quý vị gặp hai ghế hàng sau là 50-50. Quý vị có thể để chứa rất nhiều đồ ở khoang sau, rất là rộng rãi, thưa quý vị nhá. Xe thì trang bị hai túi khí ở phía trước. Dòng xe bên em thì cam kết là xe không đâm đụng, không ngập nước, giấy tờ an ninh pháp lý đầy đủ. Xe được lắp rất nhiều option. Như phía sau đây thì nó có cảm biến và camera lùi. Vâng, thông số của chiếc xe thì nó rất nhiều cải tiến động cơ 2.7 thì giúp máy rất là khỏe khoắn. Nếu quý vị quan tâm đến dòng xe Fortuner, bên em đang bán rất nhiều loại xe về Fortuner, thì quý vị có thể liên hệ vào số điện thoại của em 0977500055 hoặc liên hệ vào số địa chỉ số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thì bên em sẽ tư vấn và giảm ưu đãi cho quý vị. Vâng, chúc quý vị một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Xin kính chào và gặp lại quý vị.